Nhưng mà ở đây thì chị em mình đây, tháng kim mộ nhà mình đấy phải chịu khó bôi kem chống nắng đấy nha. Gần mặt trời giống như là nước da dễ gây mất nắng lắm ạ. Và cho nên là các em tháng kim mộ này nước da không đẹp đâu. Cho nên người ta thành phố ở trong tỉnh Vân Nam ạ. Tỉnh Vân Nam tất cả chia ra 8 thành phố và cả 8 châu mà. Vâng, diện tích của thành phố này đây là so với diện tích của thành phố Côn Minh đây là bé hơn ạ. Ở đây là có 20.600 km. Xuyên ơi. Cưới.